Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị và các bạn đó là ngã ba Hoàng Hoa Thám. Hướng này là con đường Hoàng Hoa Thám đi thẳng vào chợ Cây Quéo. Con đường này là Chi Lăng ngày xưa cũng như là Phan Đăng Lưu ngày nay. Hướng này là đi về ngã tư Phú Nhuận. Và tối nay thì em có việc ở Phú Nhuận và bây giờ đi về Quận Nhất. Sẵn đây dẫn anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở Phú Nhuận, đi về Tân Định. Và hướng này là con đường Chi Lăng cũng như là con đường Phan Đăng Lưu thẳng hướng về đường Bạch Đằng cũng như là khu chợ Bà Chiểu. Và tối nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi qua con đường Vạn Kiếp cũng như là khu phố ăn uống ở Phú Nhuận, Bình Thạnh, qua con đường Phan Xích Long để xem ngày hôm nay ở đây nó như thế nào ha. Còn hồi mình sẽ đi về qua cầu Hoàng Hoa Thám. Để tới đây xíu là có ngã ba đường Vạn Kiếp. Bây giờ là cũng khoảng 7 giờ, hơn 7 giờ. Và tối nay thì em đi về trễ. Nên mình sẵn đây dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo quanh Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì về đêm thì có nhiều hoàn cảnh người ta ngồi ven đường, người ta chờ sự giúp đỡ. Ở đây là ngã ba Vạn Kiếp. Mình sẽ quẹo phải ha. Đi thẳng là tới chợ Bà Chiểu, Năng Ông Bà Chiểu. Con đường Vạn Kiếp là con đường có rất là nhiều những quán ăn. Lẩu rồi phở, hủ tiếu, đùm lum đủ thứ loại ha. Con đường đông đúc. Mấy nay báo chí đăng ở đây vắng vẻ điều hiu gì ta. Thấy cũng đông quá trời nè. Quán xá, quán nào cũng rần rần hết trơn mà. Mà quá trời luôn nè. Bởi vì báo chí đăng cũng phải coi lại ha. Nhiều khi cũng tùy thời điểm, tùy lúc. Nhiều khi bên TV đi ngay cái giờ quán đông thì sao. Mà nói chung tình hình kinh tế giờ thì ở đâu cũng vắng vẻ điều hiu lắm. Bán buôn thì chậm, bữa đực bữa cái. Đây cái gì, trà Mãn Cầu. Ta mua ly trà Mãn Cầu nha. Bán một trà Mãn Cầu. Trà Mãn Cầu là giống như là trà đá đó, người ta bỏ Mãn Cầu vô. Hay là Mãn Cầu dầm. Mãn Cầu dầm 30.000. Trà Mãn Cầu thì 25.000 ha. Có một miếng Mãn Cầu ta vô rất là ngon, rất là thơm. Hồi đó thì Lâm TV cũng không biết món này sau này mới có. Sau này có trà dâu, trà tắc, trà đủ thứ. Này người ta làm cũng lẹ. Mới cần trà quậy miếng đường vô rồi để mấy muỗng Mãn Cầu dầm vô thôi. Thối 25 luôn em. Là số hàng quán bây giờ là bán ven đường nữa. Ven đường cho nó rẻ, đỡ tốn chi phí mặt bằng. Bên trái là trường Hà Huy Tập. Rồi, cảm ơn. Bên trái là trường trung học Hà Huy Tập. Đây là cổng sau thôi.
do có một tay nên người ta cũng khó quay cái ly nước cho anh chị xem nha. Ly nước đây, ly bán cầu, trà bán cầu mời anh chị. Cái nước nó thơm thơm, cái mùi mãng cầu ngọt ngọt, có chút vị trà cũng ngon. Chỗ này làm uống được à? Cũng tùy quán nha, có quán làm uống không có ngon. Hai bên đường chúng ta thấy là quán xá rồi, là coi như là đặc rực. Ở đây bán đồ ăn vặt nè, cá viên chiên rồi đậu hũ rồi cá sốt mắm tỏi vô tùm lum la kìa. Nói chung là đồ ăn vặt sinh tố, cơm tấm nữa nè. Ở đây gần với chợ Vạn Kiếp. Đi con đường này có một đoạn thôi nhưng mà chúng ta thấy là rất là đông vui và rất là nhiều quán tha hồ lựa chọn luôn á, từ quán ăn cho tới quán uống. Ở khu vực này thì 15 TV cũng đi qua đi lại nhiều lần. Nhưng mà tại hôm nay là có việc đi về gần đây, nên thành ra trên đường đi thì chia sẻ bà con cô bác xem chơi cho vui. Bây giờ đi đâu mà không quay phim khó chịu lắm. Hôm nay đi ra ngoài là cũng phải quay vài đoạn chia sẻ bà con cô bác. Ở Sài Gòn thì cũng không có nhiều con đường nhưng mà đi hoài nó cũng không chưa giáp. Phạm vi đi lại nhiều nhất của bên MTV là quận 5, quận 4, quận 7, quận 3, quận 10. Nên thành ra những cái yêu cầu của cô chú anh chị nằm ở các khu vực này thì bên MTV rất là tiện ha. Bên đây quán gì mà đông quá trời đấy. Xôi. Xôi nghe xôi gà. Xôi thập cẩm, xôi vịt quay, xôi xá xíu, xôi pha lấu. Ôi xôi mà đông dữ vậy. Mà buổi tối người ta cũng ăn xôi dữ vậy. Mà ăn uống là nhu cầu tất yếu của mỗi người ha. Là ra lúc mà còn khỏe thì tranh thủ. Món nào yêu thích thì mình cứ thưởng thức, nhưng mà cũng phải vừa phải. Để hơi lớn tuổi rồi thì vì mấy món này ăn cũng không phù hợp, nhưng buổi tối lớn tuổi mà ăn xôi thì nó khó tiêu. Quán xá quá trời luôn. Ở đây có đường số nữa ta, đường số 16 nữa ta. Đối với con đường Vạn Kiếp là vậy ha. Rồi chúng ta vòng qua bên Phan Xích Long xem như thế nào. Hình như nãy giờ đi ngang các nhà hàng thì hầu như là càng về cuối thì càng vắng thì phải á. Bên đây có quán quán ốc nè. Quán cũng quá trời lớn ha. Ốc Đồng Quê 258 Vạn Kiếp. Đủ các loại ốc hết trơn. Đây là con đường Phan Xích Long. Đây cũng có một quán ốc rất là đông nè. Quán ốc ven đường ở đầu đường Phan Xích Long.
thấy người ta ngồi ăn nè, trời quá trời đúng không? À, mình sẽ chạy lên trên kia rồi mình vòng trở lại ha. À, con đường Phan Xích Long thì nó có một đoạn là kiểu như có con lương ở giữa, có hàng cây ở giữa, còn một đoạn đằng kia thì không có. Đường này, đoạn này thì rộng hơn ha, hầu như là quán xá ở đây thì rất là nhiều, khách sạn cũng nhiều nữa. Giờ mới có 7 giờ mấy thôi. Ở đây càng về đêm thì chắc là càng đông. Ở đây khu này giống như là khu ăn uống ở ở quận 4 á. Ở đây có cái hướng để lên cầu Hàng Hoa Thám, đi qua bên kia là Tân Định nè. À, anh chị và các bạn ở Tân Định ngày xưa nhiều khi chưa có cái khu này, nó chưa có sầm uất như thế này. À, nhiều khi bây giờ lâu quá rồi mới về Sài Gòn thì mới hình dung được ha. Không ngờ ở đây đông như vậy, đông vui. À, mấy bữa em có quay cái clip ở Tân Định thì nhận lại rất là nhiều những lượt bình luận của cô chú anh chị, rất là tình cảm và rất là chân thành luôn á. Lâm Tuy rất là cảm động khi mà đọc những cái sự chia sẻ của nhiều của chú anh chị khi mà xa quê đã lâu đó và chưa có dịp về, vô tình xem những cái video clip thế này thì chúng ta cũng cập nhật được, cũng hình dung được xóm làng quê hương ngày hôm nay thay đổi ra sao ha. Đối với con đường này là phải nói nó sầm uất vô cùng. Cái kiểu giống như là Lê Lợi Nguyễn Huệ vậy đó, kiểu giống Nguyễn Huệ ngày xưa á. Rồi có cái hàng cây cao nè ha, hàng cao nhớ cái thời đường Nguyễn Huệ còn thương xá tắc. Ở đây thuộc quận Phú Nhuận, ngày xưa là nằm ở tỉnh Gia Định của Sài Gòn. À, hồi xưa thì không có phát triển như bây giờ. Rừng. Ở đây khách sạn rất là nhiều luôn á. Anh chị có thể lên Google hoặc là lên bản đồ của Google Maps. Đó, mình có thể xem khách sạn ở đường Phan Xích Long nó dày đặc như thế nào ha. Quán xá quá trời, đông quá trời đông luôn. Hôm nay không phải là cuối tuần, hôm nay mới có thứ sáu thôi. Đó, ngày mai là thứ bảy, ngày mai chắc đông hơn nữa đó. Nhưng mà nhiều khi mình thấy đông đông vậy chứ cái việc kinh doanh buôn bán của người ta mình cũng không biết được cái doanh thu như thế nào ha. Hiện nay thì kinh tế trì trệ, ảnh hưởng rất là nhiều ngành nghề. Buôn bán ai cũng giảm thu nhập, giảm doanh số. Mà buôn bán thì đâu có biết trước được hôm nay nó như thế nào, ngày mai như thế nào. Thì cố gắng ha. Bữa nào tính bữa đó. Đây có hủ tiếu mực, ngũ gia cơm gà tam kỳ, đủ món hết trơn. Cái này mình đi bộ thì mới thấy nhiều quán, còn chạy xe thì chỉ lướt qua thôi, như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Tới đây chúng ta vòng trở lại đi ha, vòng trở lại đi qua cầu Hoàng Hoa Thám, đi qua Tân Định. Ở đây thì có khu đường mang tên những loài hoa, hoa lan, hoa đào, hoa huệ.
ngắm đường chút xíu rồi mình sẽ đi qua bên kia ha. Bên kia có hủ tiếu Thái Lan. Nhà hàng Thái Lan đủ đủ các nước, đủ ẩm thực của các nước ở đây hết á. Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ. À, bên đây là chung cư Phan Xích Long nè, lô A3. Chung cư này có 1, 2, 3, 4 tầng, 4 tầng với 1 tầng trệt. À, bên phải là những con đường mang tên các loài hoa, hoa phượng, hoa lan, hoa mai, hoa đào. Đối với quán cà phê thì ở đây cũng đầy, người ta làm đẹp lắm, quán xá ở đây trang trí đẹp. Ở trước mặt là đó là ngã tư đường Hoa Sứ. Ở bên phải có quán lẩu Hồng Kông, Hồng Kông hot pot Hồng Kông. Đây có quán sushi Hokkaido. Theo bên TV cảm nhận các quán Nhật đó, người ta phục vụ lâu lắm. Khi mà mình tới mình gọi món, người ta nhân viên không biết ít giờ ít nhân viên hay sao đó, làm rất là lâu, nửa tiếng có. Mà cũng tùy nhà hàng ha, bên TV ăn nhiều chỗ nhưng mà đa số là vậy. Ở bên này có cà phê Starbucks nè, Starbucks rồi Highland rồi rất là nhiều thương hiệu lớn ở đây, trà sữa Koi nữa, thương hiệu đến từ Singapore. Cái hướng này là hướng lên cầu của ông ta. Đây hướng lên qua bên kia là cầu Trần Khánh Dư. Ở ngay chỗ này có cái bụng binh nè, chỗ này càng nhiều quán cà phê nữa. Cầu Trần Khánh Dư nhưng mà mình không có đi qua bên kia, thẳng qua bên kia được, do là có con lươn nè. Con lươn ở đây lương này không có vòng lại được rồi. Cái mộ đây quạnh trở lại được không ta? Quẹo đại. Ở khu này có The Coffee House nè, Highland nè. Đi uống cà phê ở đây là không muốn về luôn á. Đó là quán Katina nè. Các thương hiệu lớn đều tập trung ở đây rất là nhiều ha. Đặc biệt là nghe cái Bùng Minh này, Phúc Long nữa nè, đủ quán hết trơn á. Pizza Hut, Lotteria. Thôi chúng ta quẹo phải đi, qua cây cầu Hoàng Hoa Thám về Tân Định.
clip nào đó thì nhận lại cũng rất là nhiều những lời bình luận của chú anh chị. Đôi khi những lời bình luận của Lâm TV trả lời chưa kịp thì cô chú anh chị thông cảm ha. Tại vì cái chương trình YouTube Studio quản lý các lượt bình luận theo thứ tự từ đầu tới đuôi, chứ không có quản lý theo từng gì, theo từng clip, nên thật ra nó sổ một dọc vậy đó. Rồi có nhiều cái clip cũ nó hiện lên, rồi clip mới cũng có, nên thành ra trả lời cũng chưa có sể. Anh chị đâu thông cảm ha. Đây là cái cầu Hoàng Hoa Thám nè. Hoàng Hoa Thám đi thẳng qua bên kia là con đường Trần Quang Khải. Và ngày nay cái khu ao rau muống ngày xưa đã không còn. Đó lấy hình ảnh của những ngôi nhà rất là đẹp và dòng kênh Nhiêu Lộc ngày hôm nay chúng ta rất là khác. Bây giờ nhìn Tân Định không ra ha. Có cây cầu này nối liền giữa quận Nhất và Phú Nhuận, rất là gần luôn á. Gần qua cây cầu thôi là chúng ta tới trung tâm ăn uống của quận Phú Nhuận rồi. Con đường này mang tên ngày nay là Trần Nguyên Đán, nhưng mà ngày xưa nó là một cái hẻm, một con hẻm của đường Trần Quang Khải, đó là hẻm 68 Trần Quang Khải. Đi ra đây bên kia đường có đường Nguyễn Hữu Cầu, mấy bữa em cũng có đi dạo vô khu đó, nhưng mà chắc để bữa nào em đi ban ngày sẽ dạo vô các xóm hẻm đường Nguyễn Hữu Cầu gửi anh chị và các bạn ha. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.